Câu số 73. Cái dạng này á, cho cái biểu thức x cộng 2y nhỏ bình phương bằng 3x cộng y lớn y nhỏ với x y thuộc R thì giá trị của x y sẽ bằng nhiêu? Bài này thì cũng dễ thôi, mấy em có thể nhập vào máy tính và mấy em can cũng được. Người ta cho như vậy, người ta nghĩ là mình bấm máy tính không được, nhưng mà mình bấm được thì ngon rồi. 2y nè, bình phương nè, mình trừ đi cái thằng dế bên kia là 3x. Mình cứ nhập y chang thôi, 3x cộng y y. Mình nhập y chang cái mình can thử. Bây giờ mình bóc thử câu A ha, 61 nè, không được thì mình bỏ nó luôn. 61 không phải nè, bỏ câu A đi, coi có nào 61 nữa không? Không, không có, thôi bỏ đi. Câu B đi, trừ 1, trừ 4. Không có thì mình bỏ, dễ mà, không phải luôn, bỏ luôn câu C. Câu C bỏ nè, câu A bỏ nè. Vậy là 2 với 5, 2 và 5, trừ khi mình nhập sai thôi. Ơi, rõ ràng là mấy em thấy là thầy nhập sai rồi đúng không? Nhập sai mà không nói gì trơn, ngồi im re. Đây, nhập sai, tại vì chuyển dế qua phải trừ hết chứ tự nhiên chuyển dế cộng. Thầy 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 hơi 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 bất 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 nói chung là câu A cũng sai. Trừ 1 nè, trừ 4 nè, đó thằng này câu bộ đúng nè, thằng này câu bộ đúng nè, mà mình thử luôn cái thằng 4 và 16 luôn, nếu được thì mình chọn đại nó luôn đi. Rồi ok, chọn luôn câu C, khỏi cần thử mấy câu khác ha, tại vì cặp này hoàn toàn thỏa mãn người thức này, cặp này cũng thỏa mãn, hai thằng đều thỏa mãn hết, thử mấy kia chi. Như thầy nói rồi, nếu mà mình thấy con này đúng thì mình chọn luôn, khỏi cần thử hai này tốn thời gian của chúng ta. Tại vì nếu mà hai này cũng đúng nữa thì sao? Thì có hai câu đúng chắc ăn là mình gì? Được full điểm câu đó rồi, có nghĩa là đề sai với gì? Đề sai thì được full điểm, trắc nghiệm là vậy.